Rồi em xin chào tất cả anh em mình ha. Em chào tất cả bà con dân ở miền Tổ quốc nha bà con. Chiều nay em mượn cháu nhớ nó ra nè. Hôm gầy nó khoái nó ra trước nó nhìn học sinh đi tan học không anh em ơi. Bữa nay em lôi nó ra em lên sóng em xả hàng về cái máy cho anh em mình coi ha. Con số anh em kêu em quay chi tiết lại. Con số anh em là hẹn lại chiều mai. Thì giờ em quay chi tiết cho anh em nè, anh em có dịp thì anh em lên sóng anh em coi giùm em ha. Chi tiết sẽ rõ ràng trong đây hết. Trước tiên cái máy này là ER65. Cái dòng này là mạnh châu bò luôn nè. Đằng nào lên sóng em cũng có nói anh em. Là bê tông 90 ly. Là ngoại hình thì nói gì đây. Dây này thì dây gì em không biết, nhưng mà con dây này nó bắt trong cục demo của cái quạt gió ra nè anh em. Rồi, giờ con để xuống đi con. À, thùng dầu nó vậy đây. Đây ra có khách gọi vậy, không biết cái video nhảy ra không nữa đây. Cái thùng dầu thì nó hơi đen nha anh em, hơi đen này. Nhưng mà thùng dầu rất là dày. Dày dữ lắm vậy luôn. Kết nước thì em bao hàng cho anh em nha. Kết nước không lũng. Rồi bữa nay em xả hàng cho anh em mình luôn. Cái này có bô nè. Cái bô bị mốp nè. Anh em nhớ lưu ý cho em nha. Bô bị mốp. Còn cái cọng bét thì chắc chắn cho anh em là nguyên si. Ghi nguyên bản luôn. Tụi em không có đụng chạm gì hết. Bữa nay em lên sóng mục đích em sẽ hàng là em nhập cái lô khác luôn đây nè. Anh em nhìn cái kết nước nè. Nó chóc những cái miếng ấy ra là nó lòi cái lớp thau ra ngoài. Cái dòng cua ta là kết nước nó rất là dày. Dày dữ lắm vậy luôn. Với anh em xài anh em an tâm ha. Rất là dày. Nói chung là đồ cua ta là nó chất lượng cực kỳ. Dù đây cái này nó để là ER-IA. Nhờ con nghiêng giùm bác đi nhé. Cái này giống ER50 con trai ơi. Em xin đính chính lại nha. Cái này giống ER50 anh em ơi. Đúng rồi. ER50 anh em ơi. ER50. Một số sẽ ghi 1, 2, 3, 4. 1. ER50 em xin đính chính lại nha. ER50 chứ không phải là ER65. ER50. Mà nó bự con dữ vậy ta. Bánh trứng nó dày mò. Còn cái này thì anh em nhìn thấy hơi chốc chốc nè, nhưng mà bảo đảm anh em là máy nguyên zin, tụi em hoàn toàn không đụng chạm gì hết ha. Cái trên con heo còn để ER50 em nhờ đứa cháu nhớ nữa test cho anh em mình nghe. Cái dòng này là chạy cực im, quên nó phải lấy cái gì lâu lâu cái nhìn cái máy nhìn dơ quá. Cái đèn còn mà em không biết nó có cháy không. Này ER50. Em xin tính chính lại với anh em mình ha. Em tính nó lại ER65. Em sẽ sức em nhìn nó không được kỹ. Ở nhà em ở vụ gì chứ là nồi lau rất là thiếu anh em ơi. Để cái nồi lau là ra là bị mất liền. Không nói gì hết. Rồi cảm ơn con. Rồi con test hàng cho bà con mình coi. Quan trọng là chất lượng anh em ơi. Còn bề vẽ bề ngoài nếu anh em nào thích mới thì đây. Quay như những đồ chơi vậy. Mấy tua quay nhớ quay em thương. Em thấy nó cầu ẹt cầu ẹt. Cũng vậy đó. Cái ga bị cái ga này nó hơi khó chỉnh nha, hơi khó dặn, nó chợt cái là cái nó nhảy ra. Rồi có máy nó quá trời nhảy luôn rồi. 1, 2, 3 đủ hết không tới anh em ơi. Nhớ nó quay giống như chuyện người chơi quá. Rồi, cái máy này một nước một cái anh em ơi, tới con chuyện luôn. Tôi nói với anh em là tới công chuyện con có mấy dòng ấy. Quay em tính nó giỡn không à.
cho anh đi ác liền không? Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Bữa nay em nói trước là anh em mình nhanh tay lại chân anh em, thì em đang xả hàng. Anh em nào có xem được video của em hoặc là cần cập nhật thêm thì anh em vào kênh Tin Sắt đăng ký giùm em nha. À, em sẽ còn xả hàng dài dài, tại vì lý do muốn nhập hàng khác vô là phải trong nhà phải xả ra, còn đất liền đây. Rồi bữa nay em cũng báo cho anh em luôn là em xả tới nách với anh em luôn, à, để em thu hồi vốn đó thôi. Máy này em bán anh em 5 triệu, còn phí ship của máy này là 400.000 anh em. À, máy này rất là nặng. Ây da, chắc này thôi em xin anh em thêm 50.000 đi. Máy này rất là nặng anh em, phí ship 450. Thằng này nó gần, anh em thấy nó nhỏ vậy chứ nó chèm chèm 100 kg đó. À, nó em nhớ nó là 9 mấy ký đó. Em nhớ nó mày mại nó gì anh em. Em xin nhắc lại lần nữa ha, máy này hôm nay em xả tới tới bờ bến cho anh em mình luôn ha. EG50. Xả hàng cho anh em bán 5 triệu, phí ship 450. Anh em nào làm được thì alo giùm em ha. Nhanh tay lên chân anh em ơi, không còn anh em. Em đang xả hàng, nếu anh em nào nghe được thì anh em gọi điện giùm em nha. Chào tạm biệt anh em.